This is Queen Esther Gray. This is Mordecai Gray. Both of them are under one. These boxes are just for decoration. These are made by Ayatollah, Mr. Ayatollah Tsirkani in 200 years ago from Ebony, Ebon Hose. Excuse me. Yes. Tsirkani, a small city of Hamadan. Đây chính là these are towards the Temple Mount in Jerusalem. Của ST và mặt đồ chè. Quan tài nằm sâu bên dưới, còn ở bên trên là gỗ mung ốp từ 200 năm trước. Excuse me, I'm saying these are Igbo letters. These are just for decorations. These are started from that spot and finished in this place too. This is the Ten Commandments of Prophet Moses. And this is in here, the three lines in here, not three first lines, 22nd lines, are one verse of Torah, holy book. Torah is Jewish holy book. The God is placed in here. A small synagogue for Jews. Đây chính là ba dòng chữ trong kinh Torah, tức là cựu ước ngũ kinh được phân chính của người Do Thái và 10 điều răn được đánh để ở vị trí hình trọng. We have a modern synagogue in out of the building in the guard, in the yard, but it is hidden, it is not hidden. Before revelation, cho đến nay, nơi an nghỉ của mặt đôi chê cũng được phủ triều phục trắng và xanh y như kinh thánh mô tả trong ECT đoạn 10, vương phục của vương triều Aseru nước Medo-Mađu. Your kid is down with that. Sorry. Your kid is down with this. What is your name?